Chào Việt Nam, chào mừng các bạn đến với bài học Angular Directive. Ở bài học này, chúng ta sẽ học về Directive trong Angular. Thì đầu tiên, tôi sẽ tạo mới một component mới và dùng cấu trúc rút gọn ng cách r, cách g, cách c, cách tên component. G là generate, còn c là component. Chúng ta sẽ cùng đợi một lúc để máy gen ra chúng ta, và trong lúc chờ đợi thì tôi sẽ viết sẵn app component mới của chúng ta vào đây, để từ app.component.html ta có thể nhìn thấy cả component mới của chúng ta. Xin lỗi các bạn, tôi copy thiếu chữ app, tôi sẽ paste lại. Các bạn thấy đã lên component mới của chúng ta. Tiếp đến thì chúng ta sẽ học directive của vòng for. Đầu tiên tôi sẽ vào danh sách thu chi component.html, xóa đoạn code cũ, và ta sẽ thêm thẻ break để ngăn dòng. Tiếp đến thì ta sẽ thêm thẻ H3 làm tiêu đề, và ở trong sẽ là chữ danh sách thu chi. Đã hiện là tiêu đề rồi. Tiếp đến thì ta sẽ gọi đến Angular Directive for. Trước khi gọi vòng for ở trên HTML thì trong file TypeScript ta sẽ khai báo thêm một biến mới có tên là DS đồ ăn, một mảng. Và ta sẽ lấy ra vài phần tử, cho nó vài phần tử để ta gọi vòng lặp. Ta sẽ gọi pizza, KFC và hamburger. Ok, như vậy là mảng của chúng ta đã xong. Chúng ta sẽ tiếp tục tiến hành Angular Directive ở file HTML của component này. Tôi sẽ thêm một thẻ div. Class là row. Và ta sẽ gọi thẻ gọi Angular Directive bằng cấu trúc ng for. Sao ng for bằng, và câu lệnh trong TypeScript đấy là let. Ta sẽ đặt biến, đặt tên biến let d of ds đồ ăn. D là một thành phần trong mảng ds đồ ăn, và nó sẽ chạy vòng lặp đến tất cả các phần tử ở trong mảng. Ở dưới thì ta sẽ thêm một thẻ div có class là co md healthy, và dùng cấu trúc hoặc nhọn để gọi ra d. Như vậy là đã gọi ra ba phần tử thành công. Tiếp đến thì ta sẽ học về ng if directive rẽ nhánh trong Angular. Các bạn có thể thấy nếu ngif bằng true thì sẽ hiện tên hàng quá nhanh, còn nếu không thì ta sẽ không hiện. Giả sử nếu đặt đây bằng false thì sẽ không hiện div này. Rồi, bài học của chúng ta đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn nút like. Nếu thấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Còn nếu thấy chưa hay, hãy để lại phần bình luận. Đừng quên ấn nút sub để ủng hộ kênh và theo dõi những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.